Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người dân cả nước chính thức bước vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày. Tình hình thời tiết có thuận lợi hay không có lẽ là điều mà nhiều người dân quan tâm lúc này để chúng ta có thể chuẩn bị cho các kế hoạch đi chơi và du lịch. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, miền Bắc sẽ chuyển rét khô và ít có khả năng có mưa. Đây là kiểu thời tiết thuận lợi cho người dân tham gia hoạt động ngoài trời, du lịch nghỉ dưỡng. Từ ngày 31 tháng 12, ban ngày trời hứng nắng ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 tới 22 độ C. Tuy nhiên ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến vùng đồng bằng 11 tới 14 độ, vùng núi từ 5 tới 8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C. Theo cơ quan khí tượng, người dân Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế bước vào kỳ nghỉ Tết dương lịch trong tiết trời rét khô, khi hình thái thời tiết này có thể kéo dài nhiều ngày tới. Tại Hà Nội, người dân sẽ đón kỳ nghỉ Tết dương lịch với thời tiết khá thuận lợi trời không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15 tới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 23 độ. Trong đêm 31 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11 tới 13 độ C. Với kiểu thời tiết này, người dân thuận lợi trong hoạt động ngoài trời, du lịch và nghỉ dưỡng.